Công sản Đất Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc được thuận lợi nha. Thì hôm nay gia chủ có ký gửi bên em một căn nhà nằm vị trí đây là quen sông ha. Sông rất là lớn anh chị. Phía sau là sông Nguyễn Tấn Thành nha anh chị. Với ngang là có 5m2 thôi, chiều sâu là 10m nha. Diện tích cũng vừa phải giá bình dân anh chị ha. Giá chỉ có 100 triệu thôi anh chị. Cái hướng căn nhà mình đây là hướng Tây nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Vị trí căn nhà mình là ở ấp mới xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái đường này là đường nó xanh 4m đó chị. Đó, căn nhà mình mặt tiền đường này luôn. Xe ô tô, xe tải mình tới vị trí căn nhà luôn anh chị ha. Cái đường này anh chị đi thẳng khoảng là 1km nữa là sẽ đụng tới quốc lộ 1A. Ở đó có chợ Long Định, trường học, ủy ban, trạm y tế chị ha. Còn ở đây mình không có việc làm anh chị. Ở đây thì có xí nghiệp gần nhất là ngay chỗ mà cầu Kinh Sáng quốc lộ A luôn. Đó, mình qua cầu là tới rồi. Đó, mình đi làm rất là tiện nha. Còn ở đây có công ty khu công nghiệp á, là khoảng là 7km. Đó, ở khu công nghiệp như là thành phố Mỹ Tho. Còn đây có một công ty rất là lớn là công ty Minh Hưng. Đó là khoảng 5km nữa anh chị ha. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc anh chị nha. Cái đường này là đường công cộng, đường thông anh chị. Còn nếu anh chị ở như là thành phố Hồ Chí Minh á, tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, về tới căn nhà mình cần mua là 65km là tới anh chị ha. Rồi, để quay một vòng cho anh chị mình xem. Đây là hàng xóm của mình anh chị. Đây, nhà cửa rất là sung túc anh chị ha. Diện tích này cũng nhỏ thôi anh chị nha, dành cho những cô chú anh chị nào mà ít tiền, giá sinh viên, giá chỉ có 100 triệu anh chị. Có một căn nhà mình vô mình ở rồi. Nhưng mà cái đây thì anh chị thấy rồi, cái đường này là anh chị đi thẳng là về hướng đường huyện lộ 35 là 3km nha. Đó, cái đó anh chị về trái về thành phố Mỹ Tho cũng được anh chị. Còn về phải là về hướng chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim anh chị. Ở đó thì chợ rất là lớn, cung cấp trái cây ở Sài Gòn. Đó, thì nếu mà anh chị buôn bán trái cây hay là anh chị về miền Tây thường á, ghé chợ này là anh chị sẽ biết nha, chợ rất là lớn. Ở đây mình có đèn đường luôn chị ha, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Đây, trước màn hình mình nè, quay cao cho anh chị xem nè. Gần chỗ nhà mình đây có dây điện cao thế. Xa khoảng là khoảng 100m anh chị, quay cao cho anh chị xem nè. Rất là xa chị ha, không có gần nha. Còn bên đây là đối diện nhà mình. Đó, nhà rất là to chị thấy không? Căn nhà mình nằm bên trái chị ha. Rồi, để em chỉ ra ranh giới cho mình nắm nha. Hiện tại thì nhà chủ thì rất là khó khăn anh chị. Nhà mình to hơn chị ha, rất là đơn giản thôi. Phía sau là sông Nguyễn Tấn Thành á. Đây, từ cái ranh bên tay trái màn hình nè. Đó, có cái che to anh chị ha. Đó, qua bên tay phải mình chỉ có 5m2 thôi. Ở đây thì mình về đây mình mua nhà này anh chị, thì anh chị có thể mình đi làm đó, mình khỏi ở trọ chị ha, thì giá có 100 triệu mình mua về đây mình có chỗ ở, rất yên tâm, mình ở nhà trọ đỡ tốn tiền chị ha. Qua tới chỗ đây cái chậu này anh chị, đó mình làm sâu vô chị ha, đó, thẳng vô đây trong tâm nó có cái mấy cái tụ sắt nữa. Còn bên đây đó thì là chủ để lại anh chị ha, tại vì này là nguyên cái căn nhà lớn á, cắt ra bán cho mình chỉ có là 5m2, dài là 10m thôi. À, còn phần này đó là chủ để lại để ở chị ha. Đó, rất là cụ thể chi tiết cho mình nắm ha. Rồi, để quay ra cái hướng về quốc lộ A một lần nữa mình xem nè. Đó, thẳng một đường ra tới cầu Kinh Sáng quốc lộ A rồi, ngay chợ luôn. Rất là tiện ha. Rồi, em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan nha. Nhà mình này nhà cấp 4 thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì đặc biệt hết chị ha. Đó, tên thì gia chủ là Ton. Ở đây thì có bàn bằng gỗ, tivi ha. Cái căn nhà này anh chị thì là giấy tay chị ha, không có sổ anh chị, tại nằm bên đây là bên sông. Đó, có lộ giới nên đây là chủ ở rất là lâu năm rồi. Đó, không có làm sổ nha, cái này là làm giấy tay. Đó, nó có cụ thể chi tiết cho mình nắm nha anh chị ha. Đây cái cây nè anh chị, cây sắt nè, ở ngoài nè.
chủ sẽ cắt từ đoạn này nè, thẳng ra phía sau xong. Đó, có mấy cây đây nè. Đó, nếu mình mua là mình về mình kéo lưới gào lại chị ha. Đó, anh giới gõ gàng nha anh chị. Rồi, để em đi ra cái không gian phía sau ha, quay cho chị mình xem. Đây cũng có bếp đồ ăn, đó, cho kệ để chén bát chị ha. Rất là đơn giản thôi. Rồi để tôi gắn mối. Chủ đang làm đồ ăn nè chị. Chủ đang chiên gì đây? Chiên cá. Kế bên đây ngoài lại đây là nhà tắm, nhà vệ sinh. Ngoài đây. Đó cũng dần ton, rất là đơn giản anh chị nha. Quay cao cho anh chị xem. Còn cuối cùng cái ranh giới của mình đây là có một sàn nước ha. Ở đây là cửa chén bát và ở đây là một view cuối cùng là view sông. Đó, để quay ra cho anh chị xem. Trong buổi chiều ở đây mình ngồi uống trà hay làm sương sương cũng rất là mát mẻ chị ha. Cái sông rất là lớn. Sông này là sông Kinh Sáng, gọi là sông Nguyễn Tấn Thành đó anh chị. Còn bên kia là cái đường huyện lộ là 34 anh chị ha. Ở đây thì có bãi vật liệu xây dựng rất là lớn anh chị. Đây buổi chiều anh chị có thể mình câu cá giải trí buổi chiều chị ha, hay không là anh chị có cái cano anh chị. Đó, mình đi về đường thủy nè, hay không mình tàu ghe mình đậu ở phía sau căn nhà mình cũng rất là tiện lợi nha. Rồi đến đây tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở xã Đông Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 100 triệu nha chị ha. Căn nhà mình thì là làm giấy tay chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký giúp hình để tương tác với em để mà có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi em xin chào ha, và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.